Rồi, bật đi đi. Rồi. À, chào mấy em, hôm nay ta thầy sẽ dạy thế cho thầy Sang. Cái phần này thật ra là thầy Sang theo mấy em từ đầu năm. Nhưng cái phần này thầy cũng không biết trước được là cái trình độ học của mấy em là như thế nào. Đúng chưa? Tuy nhiên cái phần lý thuyết thì thầy giảng chung chung được, không sao. Còn riêng cái phần bài tập thì có khả năng là hoặc là thầy ra quá dễ, hoặc là nó vừa, hoặc là nó lại quá khó so với em. Rồi nếu như có cái gì mà trục trặc thì các em hỏi để ta lần sau, nếu như thầy Sang không xuống dạy cho mấy em được thì thầy sẽ dạy tiếp cái phần bài tập cho nó phù hợp hơn. Thầy Sang cái bài hôm nay, chủ đề hôm nay đó là phần thế năng. Trong thế năng thì ta sẽ chia làm hai phần, đó là thế năng trọng trường và thế năng đang hồi. Cái phần thế năng trọng trường, cái mục thứ nhất, các em ấy thì tìm hiểu sơ khái niệm trọng trường. Rồi trong thực tế thì các em thấy là mọi vật sẽ bị là trong không gian đều bị tác dụng bởi lực hút của trái đất, đúng chưa? Đó. Thì theo định luật vạn vật hấp dẫn thì các em cũng đã biết rồi. Đây thì mô phỏng sơ lại những cái hình ảnh như vậy. Thực ra mọi vật nó sẽ rơi hướng thẳng đứng nếu như bỏ qua sức cản của không khí. À, nó sẽ hướng thẳng vào tâm của trái đất, đúng không? Ví dụ ở đây thì nó sẽ rơi hướng vào đây. Còn khu vực bên này nó sẽ rơi vào hướng vào đây. Ta xét trong một cái diện tích nhỏ nào đó thì được xem như là nó phẳng, đúng không chưa? Cho nên mọi vật khu vực này đều rơi thẳng xuống đây. Cho ta không xét trên diện rộng. Như vậy thì ta rút ra những cái kết luận ban đầu, đúng chưa? Mọi vật xung quanh trái đất đều chịu tác dụng bởi lực hấp dẫn. Ta nói rằng là gì? Xung quanh trái đất có một cái trường đó gọi là trường hấp dẫn. Thì cái phần lý thuyết tài liệu thầy cũng đã gửi cho mấy em các em tham khảo trước rồi. Ở đây thầy giảng qua và đưa có một số cái ví dụ hoặc cái những cái thí nghiệm mà để minh họa thêm. Rồi ta ký hiệu cái trọng lực đó là B sẽ bằng là MG. Trong đó G lại là được gọi là hằng số trọng trường. Hay là gia tốc trọng trường cũng là một. Bây giờ có một cái ý nữa, khi nào gọi là trọng trường đều? Đã. Tức là trọng trường mà nó có cái giá trị của G tại mọi điểm đều như nhau, người ta gọi là trọng trường đều. Đó hình ảnh minh họa, giống như hồi nãy thầy nói là cái trong một cái không gian nhỏ nào đó so với là cái diện tích của trái đất thì ta xem như là trọng trường đều. Ta sang cái mục tiếp theo đó là thế năng của trọng trường. Đây là cái hình ảnh minh họa thôi. Anh tưởng tượng là thầy có một cái vật màu đỏ như vậy thì được treo lên trên. Các tưởng tượng rằng ở dưới cái vật màu đỏ đó sẽ có một cái cọc. Cái cọc này nó đang đứng trên mặt đất. Các em tưởng tượng rằng nha, nếu như sợi dây này đứt thì điều gì xảy ra? Ok chưa? Đây. Rõ ràng là gì? Nó sẽ tác dụng lên, nó sẽ đè lên cái cọc, kết quả là cái cọc cũng đi xuống. Có nghĩa ta nói là cái vật này nó đang thực hiện một công. Cái công nó làm cho cái cọc này lún xuống. Ta xét sang một cái thí dụ thứ hai. Cái hình với cái hình này, các em nhìn ba cái vòng màu vàng đó, thầy tượng trưng đó là ba cái ròng rọc. Với một cái cơ hệ như thế này gồm có vật M lớn, ba cái ròng rọc và cái vật M nhỏ được mắc như cái trên cái màn hình đó, thì chắc chắn là gì? Không có hiện tượng gì xảy ra, đúng không em? Bây giờ thầy giả thiết rằng thầy nâng cái vật M lớn này lên. Đó, thầy nâng lên. Đó, thầy nâng lên như vậy. Thầy sẽ dùng một cái cây màu xanh thì chống lại, giữ lại, đúng chưa? Đó. Các em tưởng tượng rằng khi thầy đưa cái cây này ra ngoài, dĩ nhiên là cái vật M lớn này đi xuống. Và kết quả là gì? Nó sẽ kéo cái vật M nhỏ chạy theo. Đó, như cái hình đây. Đây. Mình sang nói lại. Đó, các em xem lại nha. Đó, cái cây chống là cái màu xanh đậm đó. Thầy tưởng tượng là mình giật ra, đúng không? Là cái M lớn nó đi xuống, nó sẽ kéo cái M nhỏ chạy theo. Như vậy thì ta nói rằng là gì? Vật M lớn khi rơi từ độ trên cao rơi xuống, nó thực hiện một công. Ta sẽ chứng minh cái phần công này nó bằng bao nhiêu.
là ta sẽ được cái kết quả của mình, đúng chưa? Bây giờ sang cái hình tiếp theo, các em sẽ nhìn vào cái hình thầy khỏi vẽ trên bảng nha. Lực căng tê tác dụng vào cái vật M nhỏ. Vậy thì riêng cái vật M nhỏ sẽ bị tác dụng bởi bao nhiêu lực? Cái phần phân tích lực của cái kỳ 1 thứ nhất là vật được nằm trên cái mặt sàn này, đúng không em? Bao giờ cũng có cái trọng lực, và khi nó nén lên sàn thì lập tức nó sẽ có phản lực. Ở bài của mình, sợi dây phía trước này là lực căng tê. Rồi cái cơ thể thì không vẽ đây, các em nhìn bằng hình thôi. Chủ yếu là tao nói cái vấn đề tay. Ở đây ba lực, hai này trực đối với nhau là đúng chưa em? Chỉ còn duy nhất là một cái lực tay này thôi. Và đặc biệt ta cũng quan tâm với vấn đề là công của lực, của lực T mà thôi, sẽ bằng T nhân cho quãng đường mà vật dịch chuyển. Bởi vì cái T này không có nhân giá trị cốt đây, đúng không em? Bởi vì T nó là tiếp tuyến với lại là cái đoạn đường dịch chuyển rồi, ta có là T nhân S. Mà T lại bằng bằng B. Vì sao? Tác dụng của rồng lọc chỉ là gì em? Chỉ thay phương chiều của lực tác dụng mà thôi. Ở cái chương giới hạn chương trình của mình, ta sẽ bỏ qua khối lượng của rồng lọc luôn. Còn nếu như rồng lọc mà có khối lượng á, thì nó sẽ khác nhau. Cái B này nó khác cái T, đúng không? Giới hạn của mình học thì chỉ xét trường hợp là rồng lọc không có khối lượng. Như vậy thì ở đây vai trò duy nhất của rồng lọc chỉ thay đổi phương của lực, có nghĩa là độ lớn nó sẽ không đổi. Còn cái đoạn đường S, vì sợi dây ở đây ta cũng lý tưởng luôn là sợi dây không có giãn, cho nên cái đoạn đường S mà vật M nhỏ dịch chuyển cũng chính là cái đoạn đường mà vật M lớn dịch chuyển từ cái độ cao, có nghĩa là S bằng Z. Các em thay số liệu vào đúng chưa? Thay vào trên đây, vậy ta được là B nhân cho Z, mà B được gọi là MG nhân Z. Biểu thức này được gọi là công của trọng lực. Như vậy thì mọi vật ở một cái độ cao nào đó có khả năng sinh công. Bởi vì sao ta phải dùng từ có khả năng? Nó có những tình huống là nó không rơi, đúng chưa? Có tình huống nếu như nó rơi được, cho nên gọi chung là có thể sinh công. Trong giả thuyết của mình hoàn toàn là sinh công, nếu như không có cây chống là nó sẽ trượt xuống ngay. Thì trong trường hợp đó ta nói là gì? Cái vật ở cái độ cao Z đó nó sẽ ngầm chứa một cái năng lượng dự trữ, đúng chưa? Chỉ chờ là khai thác thôi. Ở đây nếu ta dỡ cái cây chống ra thì năng lượng của cái vật M lớn nó được khai thác, nó nằm dưới dạng là công của trọng lực. Kem sang cái phần tóm tắt lý thuyết. Đấy, kem bạn nào chưa cái thì xem lại thôi, bởi vì những gì thầy ghi trên đó thầy đã diễn đạt hết rồi. Rồi cái phần ký hiệu, cái công này trong tình huống này lại là ký hiệu là thế năng của cái vật M lớn nè, ở cái độ cao Z. Rồi trong thí nghiệm ta sẽ chọn Z bằng 0 ở tại mặt đất. Như vậy thì ta nói là gì? Tại mặt đất là gốc của thế năng. Còn trong cái trường hợp tổng quát, thế năng nó sẽ là có tính là tương đối ra. Bởi vì sao thầy dùng cái từ là nó tương đối? Ở đây minh họa trở lại đi ha. Cái đây là cái rồng lọc. Đây ban đầu ta giả thiết đây là cái gì em? Đây là mặt đất. Cho nên khúc này lại là chữ Z. Bây giờ tại đây, nếu cho đây nó, cho nên nó chẳng hạn như nó bị thủng, nó vị trí nó thấp hơn, nó xuống nữa thì sao? Có nghĩa là cái vật M lớn này nó sẽ còn đi tục xuống tới đây nữa. Ok chưa? Vì kết quả cái vật M nhỏ này sẽ dịch chuyển một đoạn đường dài hơn, được chưa em? Cho nên nó tương đối là như vậy. Nếu như đi từ đây xuống đây thì chỗ đây ta sẽ chọn đây là gốc thế nào. Còn nếu nó tới mặt đất thì ta chọn mặt đất là gốc thế nào. Nhưng thầy ghi có cái từ nó hơi khác sách giáo khoa một tí, đó là thế năng có tính chất tương đối.
rồi sau này bài tập, các em sẽ thấy là nó tương đối, vô cùng tương đối, đó là như vậy. Chứ không phải là nó khẳng định luôn luôn mặt đất là bằng không. Bây giờ ứng dụng của thế năng thì ví dụ như là búa máy các em xây nhà đúng không? Bây giờ em thấy cái búa máy rồi, người ta dậm những cái cọc bê tông xuống đó. Tức là dùng cái tính chất là gì? À, đầu tiên là sẽ đưa cái búa lên cao nhờ một cái lượng khí nén đưa lên. Và từ khí cao nó rơi xuống, nó rơi xuống thì kết quả nó sẽ dậm cái cọc đi xuống. Rồi ví dụ như là thủy điện, đúng chưa? Người ta sử dụng cái thế năng của sức nước ở trên cao đổ xuống sẽ làm quay cái tua bin nước. Và quay cái tua bin này nó gắn với là cái dynamo phát điện. Đó là như vậy. Và có những cái nguồn năng lượng khác đúng không, mà nó dự trữ mà con người lại là không dám khai thác. Thầy lấy ví dụ, cái này nó mang chắc là vui thôi đúng không, như đây, ví dụ như bên một cái vách núi này nè, sẽ có những con đường, nhất là những cái đường đèo. Các em thấy là thường thường nó có những cái mỏm đá đó, đúng không? Đây, tức là những cái mỏm đá này nó sẽ chứa một cái năng lượng ngầm trong này, đúng chưa? Mà con người không cần thiết khai thác nó. Bởi vì sao? Nó mà nó tuôn xuống thì điều gì sẽ xảy ra? Các em nghĩ như vậy. Cho nên một con người có một cái lượng kiến thức nhất định nào về vật lý thì các em mùa mưa lớn, các em chớ bao giờ đi qua những cái đường đèo mà có nhiều đá phía trên. Ở đây thì thầy sẽ có một cái hình minh họa cho các em thấy. Đó, các em nhìn đi, thấy cái gì cái bên có một cái thánh giá đúng không? Muốn nói rằng là điều này là đã xảy ra rồi. Đó. Tại vì những cái đá trên nó sẽ tuôn xuống. Ta đi sang cái mục tiếp theo, đó là mối liên hệ giữa cái công của trọng lực và độ biến thiên của thế năng. Ở phần này sách giáo khoa, ta lấy cái hình từ sách giáo khoa đưa qua. Được chưa? Ta sẽ chứng minh được cái khoảng này. Kem nhìn vào cái hình vẽ, ta thấy là công của cái trọng lực khi vật di chuyển từ điểm M đến điểm N. Nãy mình viết qua đây, bên này vẫn còn ok mà, đúng không? Đó. Khi vật đi từ điểm M đến điểm N, thẳng đứng này. Trọng lực B theo định nghĩa công, A của B sẽ bằng B nhân cho đoạn M N. Vật đi từ lại sang đây đúng không chứ? À. Chứ đây không có cốt, bởi vì cái hướng của cái dịch chuyển là nó trùng với là hướng của lực. Mặt khác, thầy tách riêng cái chữ đoạn M N này. Theo hình vẽ của mình, ta chọn cái gốc thế năng là phía dưới đi. Gốc thế năng tại ô đây, M N, chọn gốc tại đây ha, để tính cái trục Z em. Thì cái đoạn này ta có là Z N, còn khúc trên là Z của M. Như vậy thì nhìn vô hình vẽ đó, em thấy là M N chính là Z M. Thì tách này làm hai phần, B nhân ZM, B ZN. Cái này chính là thế năng của điểm M, đúng không em? Đây là thế năng của điểm M. Còn cái này là thế năng của điểm N. Bên này công của trọng lực đi từ điểm M đến N. Người ta sẽ phát biểu là gì? Công của trọng lực thì bằng độ giảm thế năng. Như vậy là thế năng giảm, công của trọng lực sẽ là thực hiện công dương. Còn ngược lại, em nâng một vật đi từ dưới lên trên, tức là tăng thế năng, thì khi đó là trọng lực sẽ thực hiện công âm. Tóm lại, biểu thức này đã nói rõ vấn đề đó. Em nhìn này, nếu này lớn hơn có nghĩa là giảm thế năng, đúng chưa, thì công này sẽ dương. Còn nếu này nhỏ hơn, nếu này trường này là số âm, thì công dĩ nhiên là phải âm rồi. Bây giờ một cái ý rất quan trọng, ta sẽ chứng minh rằng công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng của đường đi và chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Sách giáo khoa thì người ta nói là cái gì thực nghiệm đã chứng minh, đúng không? Bây giờ thầy sẽ dùng toán học chứng minh, không cần phải thực nghiệm gì cả.
Ở đây tương tự đây là cái mặt đất đi nha, cho nó đơn giản. Gốc thế năng thầy chọn ở mặt đất. Thì có một vật đi theo quỹ đạo như thế này. M. Rồi nó đi xuống cái điểm N. Trước khi lên N đến điểm A đi ha. A là đi qua cái điểm điểm B. Rồi điểm N. Ta chứng minh là nó không phụ thuộc vào những đường cong như thế này. Ta có nè, A của đoạn MN cong thì bằng tổng các cong. Bởi vì sao? Cong là một dạng của năng lượng. Năng lượng thì có tính cộng được. Cong của đoạn của trọng lực trên đoạn MA cộng cho cong của đoạn AB cộng cho cong của đoạn BN. Riêng cái thằng này bằng, ta chỉ chứng minh một cái này thôi, những cái khác các em suy ra một cách đơn giản. Bây giờ xét đoạn MA đây, thầy vẽ trong xuống đây nha. Riêng cái đoạn này nó thẳng nha em, cắt đường thẳng chỉ là ghi chữ B. Theo định nghĩa cong, A của đoạn MA này bằng trọng lực nhân cho quãng đường là MA nhân cho cos alpha. Các em lưu ý đây là góc alpha. Ok nhá. Vân pha là góc tạo bởi hướng của lực và hướng chuyển động. Rồi. Bằng cái tính chất của hình học, thầy vẽ cái đây xuống đây. Chỗ đây là cái đường vuông góc nha em. Như vậy thì góc đây cũng là góc alpha. Kem hạ đường đây tập là chữ H đi ha. Trong cái tam giác MHA, tam giác vuông MHA, các em thấy điều gì? Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cos kề, đúng chưa? Ta có là MH sẽ bằng MA nhân cho cos alpha. Có nghĩa là chỗ đây thầy có thể viết lại bằng B nhân cho MH. Lập luận hoàn toàn tương tự cho cái đoạn AB này, em sẽ được cái gì? Tương tự thì cong trên đoạn AB sẽ bằng B nhân cho đoạn gì em? Khúc này đúng chưa? Khúc này nè. Đây em dốc giống chúng ta. Chỗ đây thì đặt là H phát đi. B nhân cho A H phát. Ok. Rồi tương tự cái đoạn B, bên này cũng vậy, H hai phẩy luôn. A trên đoạn BN sẽ bằng B nhân cho B H hai phẩy. Rồi theo hình vẽ em thấy nè, đoạn MH cộng cho đoạn này cộng cho đoạn này chính là nó có chiều dài thẳng từ đây xuống đây. Rõ ràng chưa? Như vậy chỗ đây ta có thể là ghi chữ N phát đi. Tổng ba cái cong này cộng lại, anh này cộng cho anh này cộng này, ba này cộng lại, thầy viết lên trên luôn nha, sẽ bằng B làm thừa số chung MH đây cộng cho cái này đoạn này A phẩy thì nó sẽ bằng H, thì chiếc ngang đây B phẩy được chưa, cái dài qua mà. Rồi chỗ này thì chiếu vào đây là N phẩy. Ok. MH cộng cho HB phẩy cộng cho B phẩy N. N phẩy. Rồi kết quả là như vậy. Có nghĩa là nó sẽ bằng B nhân cho ZM trừ cho ZN. Thằng này sẽ... đây là ZN. Cả khúc này là ZN. Em lấy khúc này trừ cho khúc này chính là cái khúc mình đang nói đó. Ok chưa? Cho nên móc xuống đây.
Điều đó chứng tỏ là gì? Công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và vị trí của điểm cuối. Những bạn khác kêu, ủa trong sách nó vẽ đường cong sao thầy vẽ đường này? Nếu như một đoạn đường cong thì sao? Giả sử nó cong là ngoài này, không cần thiết như là cái cung đâu em, đúng không? Về nguyên tắc, chứ một đoạn cong bất kỳ nào đó, một cái đường tròn đi chăng nữa, người ta tách ra nhiều đoạn thẳng nhỏ, đúng chưa? Vậy thì cái đoạn cong bất kỳ nào đó em có quyền tách ra một đoạn thẳng nhỏ, giống như là cái đoạn MA nãy như vậy, tương tự là MB, NBN vân vân. Tức là nhiều đoạn cong em cắt ra, mỗi đoạn nó sẽ có một đoạn thẳng nào đó, và cách chứng minh hoàn toàn tương tự. Một cái trường mà cái tính chất cong nó không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu, vị trí cuối, người ta gọi là tự nhiên quên đột xuất nha, là gọi là trường thế nha, đúng rồi, là một trường thế. Tức là một cái trường nào đó mà công thực hiện chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối thì gọi là trường thế. Rồi trong này thì ok, phần chứng minh cũng đã nói rồi nha. Vậy thì ta đi sang cái phần tiếp theo đi ha. Bây giờ sang cái phần là công của lực đàn hồi. Ở đây thầy có cái hình như vậy. Cái vật màu xanh đậm ở dưới đây, to ở dưới này ha. Thầy tưởng tượng như là mặt đất chẳng hạn đi, cho nó đơn giản đi. Hoặc là cái mặt sàn nào đó, mặt sàn. Sàn thì mình có thể bỏ qua ma sát cho nó đơn giản, được chưa em? Đây. Cái vật có khối lượng M nằm đây. Cái dây đàn hồi của mình đó là màu đỏ, được chưa? Các em nhìn vào cái màn hình màu đỏ thì tượng trưng cho là một cái sợi dây đàn hồi. Bây giờ một hiện tượng xảy ra, anh tưởng tượng nè, thầy giữ thằng này lại bằng cái cọc màu tím. Các em để ý tí xíu cái cọc màu tím, chốt lại, bắt đầu thầy nắm sợi dây này thì kéo ra, ok chưa? Nắm lại kéo ra đây, tức là lúc đó là sợi dây đàn hồi này đang ở trạng thái giãn. Bây giờ thầy rút cái chốt này ra, rút chốt này xuống thì hiện tượng chắc chắn rằng là cái này nó dịch chuyển tới, ok chưa? Ta nói là gì? Lực đàn hồi đang thực hiện công, bởi vì nó di dời cái vật M này đi được quãng đường. Các em để ý tí xíu, thầy sẽ kéo cái sợi dây đàn hồi ra và rút cái cọc màu tím xuống nha, nó sẽ bật tới, ok chưa? Nó là như vậy. Thì tương tự những cái là cái lò xo này, những cái lò xo thầy vẽ nó rất là công phu và quá mất nhiều thời gian, cho nên thầy mượn cái dây đàn hồi để muốn nói đến cái vai trò của lực, cái lò xo nó hoàn toàn tương tự. Còn sách qua giáo khoa nó có là ví dụ như là có những cái là gì, cung tên bắn này thì cũng có chích cái đoạn, các em nhìn vào màn hình xem sơ tí xíu. Rồi nó tóm lại là một cái vật, một cái biến dạng đàn hồi nào đó cũng có thể là thực hiện công, ok chưa? Cái công mà do cái vật đàn hồi nó sinh ra thì được gọi là công đàn hồi. Vật công đàn hồi thì nó gắn liền với là thế năng đàn hồi, nó giống như là công của trọng lực gắn liền với thế năng trọng trường như vậy thôi. Thì phần lý thuyết thầy sẽ tóm tắt sơ, còn chứng minh vì sao nó có những công thức như vậy, được chưa em? Công của lực đàn hồi nó có là biểu thức là A bằng 1/2 K nhân delta L bình phương. Một lát thầy sẽ chứng minh. Thì hoàn toàn tương tự thì công nó chuyển qua thế năng. Như vậy là thế năng đàn hồi nó sẽ có biểu thức là 1/2 K delta L bình phương. Trong đó các em lưu ý một vấn đề, delta L là gì? Là độ biến dạng của lò xo so với chiều dài tự nhiên, có nghĩa là có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Hình thứ nhất là ứng với trường hợp là ngắn hơn một đoạn delta L so với chiều dài tự nhiên,
Kinh thứ hai là ứng với trường hợp dài hơn một đoạn đinh tay là. Vì trong công thức của mình dài hơn hoặc ngắn hơn bao nhiêu cũng được cả, đúng không chứ? À, thì các em cứ thay số liệu vào thì thầy sẽ có biểu thức được thế năng của đàn hồi. Mà trong tình huống này được sử dụng công thức này là ta đã chọn gốc thế năng ở vị trí mà lò xo không bị biến dạng. Còn khi làm bài tập thì đề người ta có khả năng người ta áp đặt cho mình một vị trí khác, thì cách giải bài toán nó như thế nào? Ta sang cái phần bài tập thì ta sẽ chi tiết hơn. Việc đầu tiên thầy sẽ chứng minh tại sao nó có công thức này. Chứ các em nói rằng nó sẽ có một sự miễn cưỡng. Và các em lưu ý một điều, cái công thức này á, mà nếu như mà am hiểu một cách lơ là chứng minh không ra. Thầy sang qua cái phần bài hôm trước, đó là định nghĩa công FS code alpha. Ở đây thì mình giả thiết rằng trong cái tình huống của mình là cái lực F mình nó tiếp tiến, đúng không em? Còn nếu nó không tiếp tiến thì ta chỉ lấy cái thành phần tiếp tiến thôi. Đây là F, hình trước lên đây, tức là cái đoạn thẳng này, đúng chưa? Tức là FS chẳng hạn như vậy. Cho nên khi ta bỏ cái dấu alpha này, góc này, ta hiểu cái F này là F cái thành phần tiếp tiến. Để gì ta lý giải cho nó gọn ghẽ. Điều kiện áp dụng công thức này, trong đó F phải là hằng số, có nghĩa là F không thay đổi trong suốt quá trình dịch chuyển, ta mới có cái công thức này. Bây giờ trong cái lực đàn hồi luôn luôn xuất hiện khi vật bị biến dạng, đúng không em? Biến dạng càng nhiều thì là lực càng lớn, và ngược lại lực càng nhỏ. Thầy sẽ quay qua cái hình vẽ của cái lò xo tượng trưng cho một cái vật đàn hồi. Chiều dài tự nhiên, tức là không có bị biến dạng gì cả. Bây giờ thầy nén nó ra một đoạn, hoặc nén lại một đoạn cũng được. Giả sử như thầy kéo nó ra, được chưa? Kéo vào đây. Vậy là tại đây lò xo bị biến dạng một khúc này. Khi trong quá trình nó di chuyển vào, biến dạng ngắn hơn, đúng chưa? Có nghĩa là gì? Khi ta gắn cái vật này vào đây, vật M này bị kéo bởi một lực thay đổi liên tục. Trong hình vẽ mình cụ thể là đi hướng này vào, lực giảm dần, giảm dần, giảm dần. Các em thấy chưa? Như vậy thì biểu thức này sẽ không còn đúng nữa. Ok chưa? Như vậy thì ta sẽ chứng minh làm sao đây? Điều kiện áp dụng của nó là gì? Ở đây là phải là hằng số, còn ở đây là lực nó là thay đổi. Vật đi từ điểm M đến điểm N, lực liên tục thay đổi về độ lớn. Đó là cái vấn đề. Bây giờ để chứng minh này thì chương trình 12 các em học xong cái phần tích phân và ứng dụng tích phân thì ta sẽ chứng minh cách là toán học hoàn toàn, đúng chưa? Thì nó hay hơn một tí. Còn ở đây thầy có thể là sử dụng cái tính chất hình học bằng cách so sánh biểu thức công của cái lực F như bài hôm trước mình học đó. Ta sẽ chứng minh được cái biểu thức A sẽ bằng 1/2 K nên ta là bình phương. Xem thời gian trôi qua là bao nhiêu phút rồi. Mấy cái 3-4 bài tập áp dụng đó. Xét về cái tính chất hình học nha em. Ở đây, cái này, trục X. Thì giả sử mình kéo vật từ cái vị trí 0 đến một vị trí nào đó. Đây gọi là quãng đường S. Khi thực hiện kéo vật trên quãng đường S này, lực không đổi, cho nên trên đồ thị người ta sẽ biểu diễn nó lực như vậy. F. Được chưa? Cái đường này. Giá trị của mình là chính xác là F. F không đổi, tức là không phụ thuộc vào cái tọa độ x. Đây, kéo vật từ góc luôn. F. Giả sử thầy kéo lên đây, đúng chưa?
biểu diễn cái hình học là như vậy. Như vậy là tích số F nhân S chính là diện tích giới hạn bởi cái đường F này. Được chưa em? Đó. Viết là cái trục S này, theo cái hình này. Đó. Đây là công của lực F. Là diện tích giới hạn bởi cái đường của lực. Như hình vẽ như vậy. Bây giờ ta sẽ đập qua cái phần lớp đang hồi. Ở đây mình cũng gọi là trục trục x luôn nha. Đây, trục x. Đây là vị trí ngang bằng. À xin lỗi, vị trí mà có chiều dài tự nhiên, ta chọn là góc. Lực đàn hồi nó không là hằng số nữa mà nó nằm trên đường sin như thế này. Được chưa em? Đó. Như vậy thì cái diện tích của nó nó sẽ giới hạn bởi cái đường này với cái đoạn đường mà nó dịch chuyển được. Được chưa? Bên kia ta ký hiệu là chữ S, ta ghi chữ S cũng được. S với S là đoạn này. Bây giờ cái diện tích của cái hình này bằng bao nhiêu? Để tính được diện tích này, ta lấy cái cạnh này nhân cái đoạn này, đúng không em? Chia 2, đúng chưa em? À như vậy. Như vậy ta có là diện tích của cái hình này chính là công đàn hồi. Như vậy thì A đàn hồi sẽ bằng F đàn hồi chia cho nhân cho S chia cho 2. Kết quả là 1 phần 2 K. F đàn hồi là K nhân cho độ biến dạng, đúng không em? À, đây mới là K nhân độ biến dạng. Độ biến dạng này là chữ S luôn. Nhân cho S nữa, kết quả là 1 phần 2 KS bình phương. Ok chưa? Ở đây S chính là cái delta L, em bỏ vào đây 1 phần 2 K delta L bình phương. Rồi, đó là cách chứng minh nó nhanh nhất. Ta lấy giá trị trung bình. Hoặc là các em có thể lấy đường này. Nhìn vào cái hình đó, các em sẽ thấy là cái diện tích của tam giác của mình đây sẽ bằng là một nửa cái diện tích hình chữ nhật lớn này, đúng chưa? Đó là như vậy. Mà diện tích của hình chữ nhật này là bằng F đàn hồi nhân cho S. S lấy giá trị delta L luôn nha cho em, hình kia. Delta L là diện tích của hình chữ nhật, một nửa cái diện tích hình chữ nhật phải chia 2. Rồi các em sẽ ra kết quả tương tự. Ngay vị trí này là K nhân delta L. Phần bài tập các em sẽ có cái những cái dạng bài tập nó sẽ khó hơn. Nó sẽ khó hơn. Thầy lấy ví dụ như là tính công từ điểm M đến một cái giá trị N này mà thôi. Bây giờ công của lực đàn hồi dịch chuyển vật đi từ vị trí M đến vị trí N. Chứ không nhất thiết phải đi từ M về vị trí là so. Không bị biến dạng giống như công thức sách giáo khoa đã ghi. Đó là 1 phần 2 K delta L bình phương. Điều kiện áp dụng là vật phải đi từ vị trí này về vị trí lò xo không bị biến dạng, còn mọi vị trí khác bị bế tắc. Ok chưa? Trong khi bài tập nâng cao người ta không loại trừ có thể điểm N này nằm bên này. Đó là như vậy. Thì phần đó ta sẽ nói sau. Được chưa? Đây thì lý giải cái cách tính cái công của cái lực đàn hồi. Như vậy nếu như nó nằm ở vị trí M đến vị trí N bất chừng, vị trí này chẳng hạn, thì công của lực đàn hồi sẽ là diện tích của hình thang này. Được chưa? Thầy sẽ gợi ý cho những học sinh khá giỏi sẽ chứng minh được. Nếu chứng minh không được thì cứ gửi lời lại thầy, tin nhắn thầy sẽ trả lời sau. Bởi vì thời gian chúng ta không cho phép đi vượt ngưỡng, đúng chưa? Tuy nhiên các em có những em rất là giỏi mà nói thầy giảng không hết thì đôi khi nó cũng bị ức chế. Ta tiếp tục qua cái phần bài tập ha. Đấy. Cái bài tập thứ nhất. Cái vật nó nằm trên mặt phẳng, nó trượt trên mặt phẳng nghiêng. Các em nhìn cái đề.
mắt thầy nhìn xa màn hình lại không thấy rõ. Để bật cái này. Người lớn nó có khác. Chế độ phóng to lên. Tốt rồi. Các em thì nhìn trên màn hình đúng không? Thầy thì do cái thiết kế của mình nó bị giới hạn. À, sẽ có bạn hỏi là tại sao mình không làm giống như những cái chương trình trên YouTube đúng không? Bởi người ta có một cái phòng thiết kế nó riêng. Bóng đèn sẽ là ở đây, thầy nói nha, lý giải cho mấy bạn, nhiều bạn thắc mắc thật sự đó. Các em không thắc mắc như người ngoài, người ta thắc mắc sao trường làm xinh kỳ kỳ. Đây là cái bảng nha em. Để chống được cái sự chói của nó, người ta sẽ thiết kế cái bóng điện trên này nè, người ta sẽ chiếu xuống cái bảng này cho nó sáng. Tránh ánh sáng này đi trực tiếp vào cái ống kính, đúng chưa? Còn cái phòng của mình là ta vận dụng cái phòng học để ta tải thôi. Ta không có chuyên nghiệp làm như người ta. Cho nên chẳng lẽ là vì cái virus này mà ta phải phá vỡ sự chuyên nghiệp đó. cái phòng học ra thì cũng không hay lắm. Cho nên các em thông cảm, mọi người khác cũng vậy, xem vào cứ nói sân trường làm nó hơi bị khác. Còn khi mà mình bật cái màn hình hết lên á thì lại là người giáo viên thì bị đen đi, lý do đó phải tắt hết bóng đèn. Các em phải hiểu là như vậy. Rồi ở ví dụ 1. Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng BC dài L, độ cao là h. Thực hiện khi vật đi từ B đến C, chứng tỏ công này chỉ phụ thuộc vào độ chênh lệch, tức là độ cao giữa hai điểm BC. Lại một lần nữa, ta chứng minh rằng công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối. Phần này thì không khó, đúng chưa? Câu này thì nó cái chứng minh như cái phần chứng minh hồi nãy thôi em. Thầy vẽ ngược lại cho nó, vẽ gì đi ha, cho mình chúng cái hình luôn. Khúc này B, ở đây là điểm C, đây là D, người ta sẽ cho cái này là H, cả khúc này là L. Bây giờ em xếp một mặt, từ trên nó trượt xuống nha, nhưng ta vẽ nó lưng chừng cho nó dễ nhìn cái phần lực. Rồi các em nhìn đây. Vật này bỏ qua máy sát vậy nên nó còn trọng lực là một, còn một lực nữa đó là phản lực, được chưa em? Tuy nhiên cái công mà dịch chuyển cái vật này đi từ điểm B đến C này, công của N nó sẽ bằng không, bởi vì hướng của nó vuông góc với lại hướng dịch chuyển, cho nên công của nó không có, xin lỗi, nó có nhưng nó bằng không, nó chính xác là như vậy chứ không phải là không có. Như vậy ta còn lại là duy nhất là công khi vật đi từ dịch chuyển vật từ B đến C nó sẽ bằng lực nhân cho cái gì đây, nhân cho cái đoạn đường BC, nhân một cái nữa cos alpha là hướng của lực với hướng dịch chuyển. Ta đang chọn cái hướng này là hướng xuống nha em. Như vậy góc này là góc alpha. Tính chất hình học góc alpha này sẽ bằng góc này, đúng chưa? Rồi ta xét cái tam giác bự này. Em sẽ có BC đóng vai trò là cạnh huyền. BC nhân cho góc alpha chính là H. Kết quả ta được là B nhân H. Ok chưa? Là như vậy. Là chứng minh xong rồi đó. Có nghĩa là gì? Công của trọng lực chỉ phụ thuộc vị trí của điểm đầu và vị trí của điểm cuối thôi, tức là khoảng cách này. Kem sang cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ này hình như nằm trong sách giáo khoa.
đúng không? Các em xem sơ qua cái hình vẽ trước đi. Thôi được, cái nhìn như đây được rồi, không sao, không có vấn đề gì đâu. Ok rồi, không sao đâu. Tốt rồi. Rồi nói thì lòng vòng không, trong công viên công viên gì đó. Tóm lại ta vật lý thì nghiên cứu là cái gì? Vật này có khối lượng là bao nhiêu? Vật M đi ha. Một chiếc xe có khối lượng là 80 kg. Các em cố gắng nhìn vào mà trên hình nha. M thì tóm tắt thôi. M thì bằng 80 kg. Trên một độ cao, nó di chuyển từ cái đỉnh của nó là lên rồi xuống, lên xuống lên, đúng không? Cao nhất xuống rồi lên, tụt xuống dưới đây và lên lại vị trí thấp hơn. Xét nó di chuyển từ điểm A, B, C, D, E. Rồi đề nó sẽ cho cái này tính gốc thế nào. Ở đây sẽ có giá trị ZA, người ta sẽ cho hết rồi. ZA bài này sẽ là, thì tóm tắt luôn nha. ZA, ZA sẽ bằng 20. ZB ZB sẽ bằng 10. 10 mét. Đây 10 mét luôn. Rồi ZC là 15. Cao hơn 10 phải rồi. Thấp hơn 20. Rồi ZD là 10. ZD lại là 5. Rồi ZD hơi bị xuống thấp ra em. Cho nó tương đối thôi ha. Đây là ZD 5. ZE thì thấp hơn ZK rồi, được rồi. ZE bằng 18. Bị tính công từ câu A là tính từ A đến điểm B. A điểm B. Cái này cứ ghi công thức là nó ra thôi. Công của trọng lực bằng độ của độ giảm thế. Công của trọng lực đi từ điểm A đến điểm B bằng độ giảm thế năng, tức là bằng thế năng tại A trừ cho thế năng tại B. Rồi rút MG làm thừa sẽ chung ZA trừ ZB. Ta áp dụng cho tất cả những câu còn lại đúng chưa? Các em thay số liệu vào quá đơn giản luôn. Đây là câu A. Câu B, công của đoạn BC tương tự mà MG nhân cho ZC ZB viết theo thứ tự đó, bởi vì công này có thể âm có thể dương, trừ cho ZC. Thầy số liệu vào thì ghi hết công thức rồi ta thay vào thôi nha. Bây giờ nó hỏi công của đoạn BC rồi công của đoạn BC rồi công của đoạn AD. AD hoàn toàn tương tự. Bạn nào nhìn vừa đọc thử có trùng khớp không? ZA trừ ZD. Câu D, từ A đến E. A đến E cũng vậy. Trừ cho ZE, thầy số 3. Từ A đến C và nêu nhận xét. A đến C, MG nhân ZA trừ ZC. Rồi các em thực hiện thay số và bấm máy thôi. Quá sức đơn giản đúng chưa? M đây là 80, G đây là 10. G có thể là 9,8. Rồi 9,8. 9,8 ZA trừ ZB, ZA trừ ZB. 10 trừ 10 là còn lại 10.
đúng chưa em? Rồi cái này em bấm máy thôi, nhắm là rất là mệt. Có này, 80 nhân cho 9,8, ZB 10 trừ cho 15 sao trừ được? 10 trừ cho 15, nhớ là trừ 5. Câu này đáp án sẽ âm đó, được chưa? Độ tăng của thế năng, công của trọng lực sẽ là giá trị âm. Rồi câu này cũng vậy, 80, 9,8, 20 trừ 15 là 5. Ở đây lại là 80 nhân 9,8, ZA trừ cho ZE, 18 là nhân 2. Còn cái này, 80 nhân 9,8, ZA là 20, ZC lại 15, 20 trừ lại là 5. Ủa, nó giống như trùng câu nào? Không trùng. Số liệu thì nó là ná đúng chưa? A trừ ZD chính xác rồi em. A trừ ZD, thầy sai cái câu này. ZA trừ ZD, ZD là 15 lần. ZD có 5 thôi mà. 20 trừ cho 5 là 15. Rồi, việc còn lại là kem cứ bấm máy giúp thầy. Ok chưa? Không gì khó cả. Nhưng tại sao cái câu cuối cùng thầy có nêu là nêu nhận xét, tức là tính công từ đây đến đây? Ý của thầy muốn thêm vào cái câu hỏi này là có cái dụng ý, nhưng mà khi đọc vào thì các em sẽ không hiểu. Thứ nhất là các em sẽ tính được là cái công đi từ A đến C, thì dĩ nhiên cái bấm vào cái định nghĩa đúng không em? ZA trừ Z, ZC. Mặt khác, em có thể chứng minh cách khác. Công trên đoạn AC sẽ bằng công của đoạn AB cộng cho công của đoạn BC. Các em kiểm tra giúp thầy ở ý này. Ý thầy muốn nói là nhận xét là như vậy. Có thể là sử dụng công thức là gì? Công sẽ bằng tổng các công. Hoặc là ta lấy công của trọng lực bằng MG, độ giảm thế năng. Đúng không? Lấy hai điểm đầu và điểm cuối thôi. Thì chắc chắn điều này sẽ là ra là cùng kết quả. Rồi cái việc còn lại là các em ráp vào, đúng không? Vừa suy nghĩ vừa bấm máy thì cái phần này nó không khó. Chỉ có khó mỗi cái là công của lực đàn hồi là rắc rối nhất. Tập bây giờ kia thì cho cái ví dụ bên ngoài, tại cái phần lập đàn hồi thì nó tương đối là phức tạp. Thêm một cái ví dụ bên ngoài đi. Cái này các em bấm máy thôi nha. Rồi. Thì cho cái ví dụ này, thử các anh bạn học sinh khá giỏi thử suy nghĩ làm sao, giải được hay không? Vật M thầy cho khối lượng là 1 kg cho đơn giản đi. Ở đây cho H luôn, 100 m. Thả thằng này không vận tốc đầu, tính vận tốc khi nó chạm đất. Đó, đơn giản là như vậy. Tại cái phần để giải quyết được câu này, nếu như các em học qua cái phần gọi là bài tiếp theo, đó là bảo toàn cơ năng, thì ta giải rất là đơn giản đúng chưa? Tuy nhiên ở đây kiến thức ta, với những kiến thức ta đã học, ta vẫn giải được câu này. Tại vì giả sử đây là mặt đất, tính vận tốc của vật lúc chạm đất bằng phương pháp là công với lại là công của trọng lực. Và một cái nữa, bài hôm trước đó là gì? Định lý động năng. Tức là ta giải không hoàn toàn giống như là cái chương 1 đúng không? Chương rơi tự do rồi đó. Ở đây thì sẽ giải bằng phương pháp đó. Như vậy thì ở đây thầy ta đặt là chữ đây là chữ A đi, đúng chưa? Tại mặt đất thầy đặt là chữ B. Theo định lý động năng, độ biến thiên động năng trừ cho động năng tại A sẽ bằng
Ok chưa? Có chưa? Rồi, xin lỗi mấy em nha, vì trục trặc kỹ thuật. Nãy các em sẽ không có nghe được, thầy sẽ nói lại chỗ này. Định lý động năng, độ biến thiên của động năng, ta ký hiệu là về cái D đi ha. Trong vật lý nói chung, cái delta nào, biến thiên nào cũng lấy cái sau trừ cho cái đầu cả. Ở đây vì nó rơi từ điểm A đến B, cho nên động năng đây là động năng sau. Đây là động năng ban đầu, được chưa em? Nếu mà rơi tự do, tức là không bằng tốc đầu ra. Xin lỗi, rơi không bằng tốc đầu khác rơi tự do. Không bằng tốc đầu, thì chỗ đây là bằng không. Còn nếu tôi đây giận dữ ném nó xuống, thì chỗ này nó sẽ có động năng. Cầm cái việc thay vào. Ý muốn nói rằng gì? Độ biến thiên động năng bao giờ cũng lấy cái sau trừ cho cái đầu. Và độ biến thiên động năng bao giờ cũng bằng tổng của các công. Thầy ghi dấu sigma này là dấu tượng trưng cho tổng các công. Ví dụ như vật này rơi dưới trong không khí, ngoài tác dụng của trọng lực thì bao giờ cũng tồn tại cái lực cản. Cho nên nó sẽ bao gồm là công của trọng lực cộng cho công của lực cản. Bởi vì sao thầy muốn nhấn mạnh điều này? Thầy thấy là có một số người dạy ghi rằng delta biến thiên động năng bằng công của lực F. Ghi như thế này là hoàn toàn chưa chính xác. Ok chưa? Nếu như vật này chịu tác dụng duy nhất của một lực thì ghi được. Còn cái khi em áp dụng là nó bị sai. Ví dụ như tình huống này, ghi kiểu này áp dụng qua. Ủa? Thầy ghi có một công rồi, chỗ này lại hai công. Là hết sức là vô lý. Đó là chỗ vấn đề là thầy muốn đính chính. Nó là như vậy. Phát biểu đúng nó phải là bằng tổng các công của ngoại lực. Nó là như vậy. Thầy lấy ví dụ như một vật. Ở đây. Một anh này kéo hướng này, lực F. Được chưa? Vật này sẽ có lực ma sát. Đó. Sơ sơ là hai lực thôi nhá. Còn thêm nữa, anh đọc nghịch kéo lại nữa, anh phụ. Ví dụ có thằng A, thằng B, thằng C nữa. Nó sẽ dành riêng lại nữa, cũng có. Đúng chưa? Thầy nói ví dụ hai thằng này thôi. Vậy thì biểu thức này ghi làm sao? Đó. Cái sai lầm lớn nhất của người đi dạy là ghi như thế này. Kết quả là học trò bị bế tắc khi áp dụng vào thực tế. Ok chưa? Nếu như trong tình huống này, các em sẽ ghi nè. Vật di chuyển từ điểm A đến điểm B. Ta có động năng này y chang như thế này. Chỗ đây em sẽ ghi là gì? Công của lực F là 1 cộng cho công của lực ma sát là 2. Còn bản thân thằng này là bằng gì? F nhân S nhân cos alpha. Còn anh này cũng vậy đúng chưa? F ma sát nhân S nhân cho cos alpha. Ở đây tình huống này vật di chuyển hướng này. Vậy thì chỗ đây sẽ là cos của 80 độ. Còn góc alpha là góc đây. Đó là như vậy. Các em nào sử dụng những công thức này, hôm nay sẽ nắm được hiểu hơn một vấn đề, rộng hơn một tí. Đúng chưa? Chứ đừng cứ ghi như vậy thì các em sẽ bị chết một cách thảm thiết. Thật sự là như vậy. Thì giả bị bế tắc. Khi qua phần biến thiên cơ năng thì ta sẽ phát biểu một cách rất là hay. Biến thiên cơ năng sẽ bằng công của lực cản. Nó hoàn toàn khác với lại cái định lý động năng. Cho nên cái người dạy bị nhầm giữa hai phần đó, coi hai phần đó là một. Kết quả là bị sai. Thật cái thời gian trôi qua thì thôi ráng tí xíu ha, thầy giải nốt cái câu này. Nói nó bị nhiều quá. Thầy thấy số liệu vào luôn nha. Ở đây bỏ qua sức cản không khí thì chỗ đây là bằng công của trọng lực. Công trọng lực bằng mg nhân cho yes. Rồi. Tôi đưa 1/2 mv bình phương bằng động năng tay A thả em. Cho nên là trừ cho không, bỏ đi. Cho nên là mg yes triệt tiêu. Ồ, bài toán này thừa dữ kiện đúng chưa? V sẽ bằng căn 2g yes. Rồi, căn 2g yes. Rồi. Thầy số vào luôn nha. 2 nhân g lấy là 10 đi. Yes đây là 100. 100 khai căn. Con số này không được đẹp rồi. 2 nhân cho 10. Rồi thằng này là 10 căn 20. Căn 20 thì lấy là 4 nhân 5. 4 5 nhân 2 là 20 căn 5. Rồi, các em bấm máy thử xem phải đúng không? Được thì tài lanh nhẩm siêu quá.
chính xác là vậy. Thôi tiết học đến đây là tạm dừng, bởi vì thời gian tôi cho phép đã để hết. Tạm biệt mấy em nhé. Rồi chúc mấy em học tốt môn vật lý.